Nhung xin kính chào quý khán giả và quý vị đang theo dõi chương trình giới thiệu về tiếng hạt vàng của mùa 2, đó là năm 2023. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng cùng với Mai Phi Long, đó là producer của tiếng hạt vàng. Cũng như chúng tôi có hai người khách đặc biệt, đó là cựu thí sinh đoạt giải của năm 2022, đó là cô Kiều Loan cũng như là Ngọc Vân. Kim Nhung xin chào Mai Phi Long và chào cô Kiều Loan cũng như là cô Ngọc Vân. Xin chào chị chào vâng. Xin chào Kim Nhung, xin chào Mai Phi Long Mai Phi Long xin chào tất cả mọi người Và xin chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN Dạ vâng, trước tiên thì Chắc là có lẽ Kim Nhung phải quay qua hỏi Producer trước à, Qua cái mùa 2 năm nay Thì Mai Phi Long phải chia sẻ cái cảm nghĩ của Một người đã đạo diễn Và đã đã, đã à, Là producer cho một chương trình Mà cái chương trình à, Tiếng Hạc Vàng Đây là một cái chương trình cho tất cả những người Các thí sinh Phải có cái cái tuổi gọi là đã chín chắn, chín mùi để mà đứng lên sân khấu thì long có thể cho một cái cảm nghĩ của long thưa quý vị uh, theo thói thường thì chúng ta nghĩ là uh, chúng ta đã làm một lần chúng ta làm trở lại chuyện nó dễ hơn nhưng mà trong trường hợp này thì phi long lại có một cái kinh nghiệm là cái lần thứ nhì này nó không dễ tí nào cái mùa đầu tiên khi bắt đầu thực hiện chương trình tiếng Hạt vàng lúc đó mình cũng nghĩ rằng là thôi, làm hết mọi mọi khả năng mình có để mà có thể có được cái chương trình nó nó tốt hơn. Và phim không ngờ là cái chương trình năm đầu tiên là được cái một cái sự hưởng ứng rất rất là nồng nhiệt đến từ khán giả, đến từ nhiều phía khác nhau. Mình cứ ngỡ rằng là sang qua mùa thứ hai là mọi chuyện nó dễ dàng hơn, giống như mình có cái chớn tuy nhiên không có cái khó nào mà nó giống như cái khó nào không có cái một cái hoàn cảnh nào mà nó giống như nhau mùa thứ hai có đôi khi mình cảm tưởng rằng hình như mình sẽ không tiến hành được chương trình này lý do tại sao mà à, Long lại có cái cảm tưởng như vậy có thể chia sẻ à, mình nghĩ rằng là với cái sự thành công của cái mùa trước thì sẽ có cái sự hưởng ứng Ờ, đặc biệt cái sự hưởng ứng mà của khán giả có nhưng mà bất kỳ chương trình nào thì thưa quý vị mình phải nói thẳng là tiếng Việt Nam mình nói câu là phải có thủ tục đầu tiên à, có thực mới vượt được đạo có không thực hả? mới vượt được đạo uh -huh. thì cái mùa thứ hai này khán giả yêu mến rất nhiều nhưng cái những người mà có thể bảo trợ cho cái chương trình thì họ lại nằm ở một cái thế giới khác họ lại không nhìn À, cái đối tượng của chương trình tiếng hạt vàng là những khách hàng tiềm năng họ lại nhìn một cái hướng khác cho nên uh, mình phải làm sao để mà xoay sở được để có thể mà cho cá nó sống trong nước dạ vâng trước khi trở lại với cái vấn đề mà làm sao để có thực thì chúng ta mới vượt được đạo. Có nghĩa là làm sao để cho chúng ta uh, có đủ cái vấn đề uh, tài trắng để chúng ta có thể uh, tiếp tục cái mùa 2 của tiếng học vàng bởi vì năm nay á Kim Nhung cũng biết là có rất nhiều thí sinh dự thi và có rất có một số phải là chắc cái số đông hơn cả năm trước là các uh, thí sinh vào vòng chung kết phải không ạ? Trước khi trở lại với Mai Phi Long về vấn đề này thì cho Kim Nhung trở qua chào chị uh, Kiều Loan với lại chị Ngọc uh, Vân. Và cho Kim Nhung đặt câu hỏi với chị Kiều Loan trước. Uh, năm vừa rồi đó thì Kim Nhung uh, có được nghe các uh, anh chị À, trong cái ngày chung kết và hầu như là um, các cái uh, ban giám khảo là những nghệ sĩ những ca sĩ cũng như là toàn là những người nhạc sĩ thì họ cũng đã đánh giá rất cao à, những tiếng hát riêng với chị uh, kiều loan là uh, ai cũng đánh giá và là tại sao mà không biết là chị có đi hát trên sân khấu chưa nhưng mà cái giọng hát của chị rất chuyên nghiệp chị có thể chia sẻ rằng qua một năm rồi thì bây giờ như vậy cái cảm nghĩ của chị đọc lại trong chị cái chương trình của năm vừa rồi như thế nào Kiểu Loan thì uh, trong cái cuộc thi vừa rồi Loan cũng đã nói cũng khá nhiều rồi. Thì uh, bây giờ Loan chỉ xin nói là cái khi mà cái YouTube của mình phát hành đó, thì Loan đọc rất kỹ các cái comment của của khán giả, thì Loan thấy là hầu như là mấy trăm comment đó đều khen hết, khen từng từng người khen ban giám khảo, khen ban tổ chức, thì cái tâm trạng của mình rất là là vui vui vì uh, giống như là cái 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 show đầu tiên mà mình được như vậy rất là vui và cái cảm giác nó còn kéo dài tới bây giờ luôn thì loan nghĩ là tới cái mùa hai này á, thì loan mong rằng cũng sẽ được như thế tức là khán giả vẫn thích thú với cái chương trình để mà uh, tài, trợ. <laughs> tài trợ và thêm cái phần loan nghĩ chắc cái phần bán vé nó cũng quan trọng lắm đó mình bán vé thì mình sẽ có được cái số tài chính loan sẽ uh, sung phong mà wow trợ <laughs> cảm ơn chị cảm ơn chị Kiều Loan rất là nhiều à, riêng đối với chị Ngọc Vân đó thì à, Kim Như còn nhớ là chị trình bày cái bài suối tóc trong cái ngày đầu à, cái bài suối tóc chị trình bày xong có nhiều cái cảm xúc mà làm cho những người ban giám khảo họ cũng phải khen ngợi và cũng như là à, ngay, ngay cái phút đầu mà khi mà chị lên hát xong đó thì Kim Nhung nhớ là có một người vị ban giám khảo nói là không tin được Chị ở cái lứa tuổi gọi là trên 80 rồi Mà chính ngồi ngay đây đó Kim Nhung thấy chị rất là nhiều năng lượng Cũng như là rất là trẻ trung Vậy thì chị có thể chia sẻ Cái cảm nghĩ của chị sau một năm à, Vẫn còn cái âm hưởng tới bây giờ <laughs> Xin lỗi Và hơn nữa là Khi nghĩ lại cái lúc mà gặp 12 người thí sinh kia đó Thì tự nhiên có một cái Thân thiện bất ngờ mà khi nói chuyện với nhau hỏi han nhau đó thì không có ai nghĩ đến là mình đến đây để tranh đua hay là thi tài gì hết tại vì không biết làm sao tự nhiên có một cái cảm tình nó ở trong không khí hay thế nào đó thành ra tới bây giờ vẫn còn thấy cái ngày hôm đó vẫn còn như là mới đây thôi thành ra nghĩ lại thì rất là vui vâng cảm ơn cái sự chia sẻ của chị Kiều Loan, chị Ngọc Vân và chúng tôi cũng có những cái thí sinh ở xa vì uh, những vị ở đây thì là ở ngay cùng gần với đài SPTN, nên xuất hiện một cách trực tiếp một cách dễ dàng nhưng những thí sinh ở xa cũng gửi video clip về để chia sẻ cái suy nghĩ của những vị đó sau một năm uh, thực hiện cái chương trình tiếng hạt vàng xin mời quý vị lắng nghe một uh, vị thí cũ thí sinh ngày trước chương trình tiếng học vàng mới đây mà đã được một năm rồi nói là thời gian qua nhanh thật nhưng mà mỗi lần khi nghĩ đến thì cảm xúc nơi thủy ủy vẫn dâng trào khó mà diễn đạt được mình không ngờ là giấc mơ của mình đã được thực hiện và còn hơn thế nữa là mình đã được đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp do đài truyền hình sptn tổ chức và đã được quý khán thích giả khắp mọi nơi trên thế giới biết đến. Nhân đây thì Thử Uyển cũng thiết tha kêu gọi quý khán thính giả yêu thích chương trình Tiếng Hạp Vàng hãy đóng góp ủng hộ tài trợ để cho ban tổ chức đài truyền hình SPTN có thể tiếp tục những chương trình đầy ý nghĩa này. Dạ vâng, à, quý vị cũng vừa theo dõi một cái phần à, chia sẻ cảm nghĩ của thí sinh Thủy Uyển. Và Kim Nhung nhớ là Thụy Uyển à, được giải nhì à, của mùa 1. Và thưa quý vị, à, à, cô cũng từ Đức qua phải không ạ? À? Wow, cái à, mùa 1 mà Kim Nhung biết là có nhiều người từ bên châu Âu đó, Đức và bên Pháp cũng như là những nơi khác nữa. À, mùa 1 à, cười rồi mình có hai người bên Đức, nhưng mà kỳ này mình có một người từ Thụy Điển một người từ bên Đức, một người từ bên Pháp. À, chị cô thí sinh Thụy Uyển ca phải nói là cái giọng rất là điêu luyện. Cho nên nói chung là trong ngày hôm hôm có mùa vừa rồi đó, hầu hết là như anh Trúc Hồ đứng lên sân khấu. Anh không thể nào cầm được gọi là cái sự xúc động của anh và anh nói là tất cả mọi người đều có giải. Tại à, vì là 13 thí sinh thì anh cũng muốn là chia giải cho tất cả 10, 10 13 người. Nhưng mà à, bây giờ trở lại. Ôi, chào dạ, xin hỏi. Hồi nãy chúng ta nghe chị Thụy Uyển có kể lại cái kinh nghiệm là khi chị đi thi á cái sự hưởng ứng của bạn bè gia đình, tại vì chị bên đức cho nên những người mà muốn xem đó là phải thức khuya, những người bạn bên Việt Nam phải thức khuya mới xem được. thì không biết à, cái những cái phản ứng của bạn bè của chị, uh, xin nói chị kiều loan trước đi. bạn bè của chị uh, theo thấy chị trên chương trình này, chị có những cái chị có những cái câu chuyện nào để chia sẻ với mọi người không? loan thì vì loan là cái trong cái hội cựu, cựu học sinh và cựu uh, sinh viên đó là loan rất là nhiều bạn nhiều lắm thì uh, các chị từ các tiểu bang khác á, khi mà xem cái chương trình của mình họ trước khi xem luôn á, tức là nghe loan đi thi á, thì là loan được vô chung kết á, đại khái là vô chung kết thì các chị đã phone, đã nói là chúc mừng và cố gắng coi như là mọi người sẽ uh, đi tức là đến đây để xem và gặp kiều loan đó thì cũng rất rất là vui rồi còn các bạn ở đây thì hôm nó đến đông lắm hôm mà mà chung kết đó là đến rất đông ngồi ở phía bên tay phải ra đó thì... chị loan cũng đã có từng uh, diễn ở trên sân khấu và uh, trước đó rồi à, trong cái thời thời mà thời trẻ đó thì uh, khi mà ở khóa mấy à, chị học chuyên uh, chị uh, chỉ... học uh, chính trị kinh doanh khóa 9. kinh doanh khóa uh. 9 có tham gia cái mấy cái chương trình văn nghệ ừ, trong có. cái wow, trong mấy năm là học là lúc nào là... cũng hát trong các cái chương trình của trường của viện đại học vâng à, còn với chị Ngọc Vân à, Kim Nhung cũng khi mà biết được khán giả khi mà họ comment á họ khen rất là nhiều nói chung là tất cả mọi người à, riêng đối với chị đó thì khi mà chị được vào chung kết đó thì lúc đó chị không biết gia đình, anh em hay là các con cháu của chị có cái 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 cảm nghĩ gì hoặc là người thân tới đi xem đó thì cái cái phản ứng của hỏi ra sao. À, Ngọc Vân thì cái cái tình trạng lại khác hẳn. À, gia đình con cái đều không biết là Ngọc Vân đi thi. Không biết một chút nào. Chỉ có những người bạn trong cái nhóm hát mà vẫn đi hát phục vụ cho mấy viện dưỡng lão đó là họ cổ võ và họ nói là chị phải đi thi ờ, được giải hay không cũng phải cho cũng như là là cộng đồng với lại tất cả khán thính giả nghe cái tiếng của chị vì vậy có cái cổ võ đó mà Ngọc Vân mới đi ghi tên thì âm thầm đi thôi thế thì chỉ có một chị bạn rất thân thương hai ngày liền chị đến chị xem và chị mua bông đến và chị cứ nói là tội nghiệp chị Ngọc Vân lắm. Chẳng có ai hết á, chỉ có mình em ạ. À. Và thôi như vậy cũng lỡ là đủ lắm rồi. Đó thế nhưng mà có người thì nói là uh, cái tiếng hát của chị thế nào cũng phải có giải. Thế xong rồi mình phải đi thi cho vui mà nhất là được giải nhì nó thì không thể tưởng tượng được. Mừng lắm rồi. Không có cái gì mà mà áo mà ước hơn nữa vừa yeah. đó vui nhất là kêu nhưng thấy là khi các uh, anh hồ hầu như là cho giải nhiều quá không đủ cái dạ <laughs> vâng <laughs> 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 chuyện đó vui nhất đó. Chuyện nó vui nhất đúng, đúng rồi uh, uh, chị ca cái bài suối tóc và cô lê, lê uyên phương cũng phải khen nói là làm cho cô nhớ tới uh, cô... cô châu hà, châu hà ừ. đó là phu nhân của um, uh, nhạc sĩ văn phụng nhà uh, Vâng thành ra đó là một cái điểm gọi là Um, đúng là trong um, viện dưỡng lão phải không ạ Là khuyến khích cho chị đi thi là đúng um, Và bây giờ không biết là uh, Còn cái clip nào để có thể chia sẻ Hay là chúng ta qua phần 2 uh, Chắc uh, sẽ còn nhiều chuyện Nhưng mà lúc à, nãy vâng. mình phải đi cái phần của quảng cáo Trước à, vâng. khi mình quay trở lại vâng, uh, Quý vị vẫn đang theo dõi Chương trình chúng tôi giới thiệu về Tiếng hạt vàng năm 2023 Và cùng với cái sự tâm tình Của những cựu thí sinh đoạt giải trong năm 2022 Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại Quý vị đang theo dõi chương trình giới thiệu về chương... tiếng hạt vàng năm 2023 và thưa quý vị trong chương trình tiếng hạt vàng chúng tôi giới thiệu luôn là sắp tới đây vòng bán kết và chung kết sẽ xảy ra vào ngày 16 và 17 của tháng 9. Cho nên là nếu mà quý vị ngay từ bây giờ có thể đặt chỗ ngồi thì gọi vào ngay cho Đài truyền hình SPTN số là 714 -636 1121 trở lại với ông bầu. <laughs> rồi bây giờ trong cái chương trình sắp tới đây thì không biết là ông bầu có muốn nhắn gửi tới quý khán giả trước khi chúng ta trở lại với hai người guest. Ờ chắc chắn rồi thưa à, Kim Nhung. Thì thưa quý vị uh, chương trình này quý vị theo dõi trên uh, Đài truyền hình SPTN trên toàn cầu cũng như ở trong khu vực local. Thì trong thời gian vừa qua, chúng tôi hầu như đi đâu cũng nhận được cái sự gọi là uh, cổ vũ là chúng tôi phải tiếp tục duy trì cái chương trình Tiếng Hạt Vàng là bởi vì như chúng tôi chia sẻ rất là nhiều lần ngoài cái việc mà bảo tồn một cái nền văn hóa mà những người thuộc cái thế hệ cỡ như tuổi cá nhân tôi hoặc là cái thế hệ lớn hơn thế hệ của những người anh, những người cha, những người chú thế hệ đó họ tìm lại được một cái kỷ niệm của một cái thời gian mà đôi khi chúng ta tưởng tưởng rằng là nó đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ nhờ cái cuộc thi này nhiều người đem lại được một cái tâm trạng của một cái thời xa xưa. Nhưng mà để để làm được cái chương trình này mà như trong phần trước chúng tôi có chia sẻ là cái chuyện khó khăn nhất là cái việc mà cần phải có kinh phí để làm. Cho nên trong cái chương trình này thì chúng tôi chỉ chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị cái những cái sự khó khăn và kêu gọi cái sự ủng hộ của quý vị là bởi vì trên cái chương trình này ngoài một cái thế hệ mà đi trước được là uh, chia sẻ cái nỗi niềm nhưng mà cái sự hưởng ứng của một cái thế hệ thứ hai là một cái điều vô cùng quan trọng đặc biệt quý khán thính giả nào thuộc cái thế hệ ngang tuổi của tôi hoặc là nhỏ hơn quý vị sẽ cảm nhận được đây là một cái dịp mà những người cha mẹ, những người ông bà của chúng ta có cái dịp để mà các vị đó trải lòng, giống như cái ngôn ngữ của cô Mã Tiểu Linh là trải lòng đưa ra. Đây là cơ hội có thể chúng ta chúng ta dùng cái chữ như là uh, ghi 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 nhận công ơn của họ được không kiến thức? Được, được dạ. ghi nhận công ơn của họ. Vâng. Thì bây được. giờ ngay đây cũng xin mời quý vị nghe một cái thế hệ sau chia sẻ cái cảm nghĩ về cái chương trình tiếng hạt vàng như thế nào. Hi everyone, I'm Fung, and I'm answering questions three and four. Seeing my grandma be able to perform in such a creative, successful, and influential show was very inspiring. I am extremely proud of her, and the effect it had on my parents and my family was absolutely amazing. We have always loved the wise voice. In fact, we cherish it at every single party, and to see her perform live. And live her dreams of becoming a singer was such a memorable moment. This program helps our generation by allowing singers to express themselves on stage and it gives them the opportunity to show the world their talent. Not only is it good for creative expression or individuality, but this program makes history. In my opinion, this program should never end. In fact, it should only be more promoted. This program allows individuals to perform in a beautiful and loving environment. In other words, this program allows individuals' voices to be heard and recognized. Thank you. nghe cháu Khả Phượng là cháu ngoại của thí sinh Tôn Phụng Hồng chia sẻ là rất là cảm động nhìn thấy bà của mình trên sân khấu hát và đây là một cái chương trình mà cháu nói rằng là phải tiếp tục duy trì. Đúng thế. À, cháu nói là phải tiếp tục trì không 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 nên ngừng lại là bởi vì các à, chính các cháu cũng đã rất là hãnh diện để mà thấy bà của mình đứng trên sân khấu và thấy tất cả những người mà ở cái lứa tuổi giống như bà của mình đứng trên sân khấu mà lại trình diễn live, hát live, uh, khiếm có nói thật tới cái tuổi Kim Dung mà khi mà để hát mà thuộc bà như vậy cũng đã là khó khăn rồi, hiếm gì đối với cô Tôn Phụng Hồng cũng đã là trên 80. À, đúng là một cái 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 sự chia sẻ của giới trẻ bây giờ là không chúng ta không nên à, ngừng cái, cái 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 trách nhiệm của chúng ta đó là phải luôn luôn duy trì và bảo vệ à, cái nền nghệ thuật Việt Nam cộng hòa bây giờ trở lại à, như hồi nãy thì chị Kiều Loan cũng đã có chia sẻ là À, chính chị cũng sẽ volunteer phải không Để mà có thể hỗ trợ cho chương trình Và sẽ kêu gọi bạn bè để có thể hỗ trợ Quý vị cứ nghĩ là quý vị uh, không đến đây coi được á, Mà quay qua truyền hình dựa ở xa, ở khắp nơi trên thế giới Và Quý vị giống như trả một cái vé để mà xem vậy đó Tại vì chương trình live uh, Chương trình mà quý, quý vị coi được trực tiếp Chứ không phải là chương trình uh, quay trở lại nên là trả một cái vé thì quý vị đóng góp thì cái đó cũng là phe cho mọi người phải không ạ? Mà nếu mà quý vị muốn những cái chương trình tại vì chương trình của đài truyền hình SPTN rất là nhiều chương trình trong năm, cho nên là mỗi chương trình như vậy thì quý vị cũng đã thấy một cái ekip làm việc rất là khó khăn. Riêng đối với uh, chị Ngọc Vân thì uh, cái uh, chị kêu gọi như thế nào đối với khán giả? Um, trước hết là tôi xin uh, các thí sinh mới uh, yêu cầu bạn bè mình gia đình mình đến và các quý vị tôi cũng xin nói là khi vào trong một cái um, cái phòng thi thì cái không khí nó khác hẳn. Nó rất là cảm động có hào hứng có rồi những cái lời cổ võ này kia chứ quý vị mà xem YouTube thì nó cũng rất đẹp rất hay nhưng mà không thể nào bằng được. Thành ra quý vị phải đến xem live và xin ủng hộ cho chương trình Tức là phải bút vé. Phải bút vé, dạ. Ngay từ bây giờ quý vị ơi, đã có những người đến, tuy là chúng tôi chưa kịp uh, in vé ra đó. Cho đến bây giờ thì đã, đã có, nhưng mà trong lúc mà Kim Nhung đang nói chuyện đây đó là đã có những người đến để đặt trước, chưa cần lấy vé, đưa tiền trước, đặt trước. Cho nên là phải nhanh chân, chứ không là cái, uh, hội, cái, cái sân khấu của SPTN chứa rất là hạn hẹp giới hạn cho nên là ngay từ bây giờ quý vị có thể gọi vào số phone của đài là bảy một bốn sáu và thưa với hai chị như vậy thì nghe tới là chúng ta sửa soạn có một cái chương trình sắp tới live luôn và mùa thứ nhì của của tiếng học vàng đó thì chị có cái lời nào đến các thí sinh mới trong năm nay mời chị Kiều Loan trước. Ờ, trong cái thời gian vừa qua đó thì cũng có nhiều cái thí sinh mới á, gọi cho kiểu Loan để xin cái kinh nghiệm ờ, thì Loan cũng có nói là cứ bình tĩnh cứ bình thường thôi thì họ nói họ run lắm mấy người vô chung kết họ nói họ run lắm nó nói không có run đừng có run là, <laughs> làm sao tĩnh. các người thí sinh năm nay mà liên lạc được với chị tại vì Loan cái Facebook của Loan nó nó rất là, là, là mạnh thì khi mà lên youtube như vậy đó thì ai cũng biết loan đấy chưa ai cũng biết loan là đoạt cái giải ba tiếng học vàng hết thì họ dùng cái messenger đó để họ nói chuyện với mình thì nói chung là rất loan cũng khuyên họ là phải bình tĩnh thi dạ. rồi uh, ban tổ chức sẽ hỗ trợ rất là nhiều đừng có lo gì hết á 13 thí sinh năm vừa rồi nổi tiếng lắm Mai Phi Long ạ Cho nên là <laughs> tìm tìm cho bằng đường số phone của chị Kiều Loan Rất là nổi tiếng Còn không biết là chị Ngọc Vân Có có cái lời nào đến quý các thí sinh mới không? Um, cứ kêu bằng enjoy cái, cái lúc đó Khi mà chúng tôi ngồi ở đằng sau chờ đến lượt lên đó thì cũng rất là hồi hộp, rất là bồn chồn lắm nhưng mà khi lên đến sân khấu tự nhiên thấy cái không khí nó khác hẳn mình tự nhiên mình thoải mái mình trao hết cả tâm hồn vào cái bài hát à, chẳng thế mà à, đã được uh, trúc hồ nói là uh, khi mình hát mình không cần phải làm nhiều cử chỉ hay là dáng uh, điệu gì hết mình cứ thả hết tâm can của mình ra thì cái bài hát sẽ đi vào lòng của khán giả thành ra các anh chị em thí sinh mới cứ bình tĩnh và cứ thả lòng mình ra để hát thì mình sẽ có những cái giờ phút không còn thấy hồi hộp hay lo sợ gì nữa hết. Như vậy là tất cả các thí sinh 13 thí sinh của năm 2022 đều rất là mãn nguyện khi mà đến với cuộc thi của năm 2022 cho nên là qua tới năm 2023 quý vị ơi hứa hẹn có rất là nhiều giọng ca hay không thua gì năm đầu và Kim Nhung nghe nói là cái vòng sơ kết uh, xin lỗi cái vòng mà họ ghi danh rất nhiều phải không uh, bao nhiêu người tất cả Ờ. Uh, năm trước là lộc thấy là đã là nhiều không ai ngờ cái năm trước đó là gần 100 người năm nay gần 200 người họ họ gửi đơn ơn. vào để, để để mà thi rồi vùng là... nào nhiều nhất nhỉ uh, ở tại nước Mỹ California Wow. Yes. California. <laughs> thì uh, trong trong cái việc này thì chúng tôi cũng uh, chia sẻ với quý vị là cái sự hưởng ứng nó rất lớn và hồi nãy chúng ta nghe một cháu thuộc lại hàng là cháu ngoại chia sẻ rằng là thế hệ đó vẫn cảm nhận được cái cái tấm lòng và cái tinh thần của một cái thế hệ của thuộc loại ông bà. Thì thưa quý vị cháu cũng nói rằng là chúng ta phải tiếp tục duy trì cái chương trình tiếng hát vàng để và chúng qua đây quý vị cũng thấy đây là một cái sự cảm thông cho các thế hệ thế hệ từ thế hệ ông bà sang thế hệ cha mẹ rồi luôn sang thế hệ của cháu thì không có lý do nào mà chúng ta uh, thờ ơ trước cái chuyện mà tiếng hát vàng thì một lần nữa chúng tôi xin uh, kêu gọi quý vị ủng hộ cho cái chương trình thứ nhất quý vị gọi vào cho đài truyền hình SPTN ở số trên màn ảnh của quý vị là 714 636 1121 quý vị gọi vào đưa các thông tin để mà chúng tôi ghi nhận để mà nhận cái sự mà hỗ trợ của quý vị hoặc là quý vị email theo cái địa chỉ tiếng hạt vàng at sptn tv tiếng hạt vàng at sptn tv và quý vị cho chúng tôi những cái thông tin tên của quý vị số thẻ credit card, số CVV ở phía sau ngày hết hạn, rồi cái số phone của quý vị. Qua đó chúng tôi sẽ nhận được cái sự hỗ trợ của quý vị cho chương trình Tiếng Hạt Vàng. Đi đâu Kim Dung cũng nghe người ta nhắc đến tiếng hạt vàng à, Đi bất cứ qua các cái tiểu bang xa Kim Dung cũng nghe ai cũng hỏi Kim Dung ơi, à, đài SPTN năm nay có tổ chức tiếp tục tiếng hạt vàng hay không? Trời cái chương trình hay quá đi Không thể nào ngờ được là những vị mà đứng ở trên sân khấu Họ cái ở cái tuổi cao niên đúng là tuổi hạt đó mà cái hay quá không biết làm sao mà có thể tổ chức lại năm thứ nhì. Cho nên là Kim Nhung thích nghĩ rằng là những cơ sở um, uh, cho người Việt những cái dịch vụ mà dành cho người Việt của chúng ta đó thì um, những dịch vụ Kim nhung rất là thấy là rất là nhiều những cái dịch vụ có thể là uh, quảng bá ở trên cái chương trình này uh, rất là hữu hiệu lên YouTube biết bao nhiêu người người xem và đó tất cả những cái quảng cáo của quý vị cũng nằm ở trên youtube thưa quý vị thì quý vị có thể gọi ngay vào đài ở số phone là bảy một bốn sáu ba sáu một một hai một để quý vị có thể tham gia trong cái chương trình Senior Voice có nghĩa là tiếng hạt vàng trong năm 2023 Và cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi phần uh, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Cảm ơn hai chị Ngọc Vân cũng như là Kiều Loan Mời hai yeah. chị gửi lời chào yes. Cảm ơn cô Kim Dung, cảm ơn Mai Phi Long Ừ. Uh, xin cảm ơn uh, khán giả của SBTN, cảm ơn anh Long và cảm ơn uh, chị Nhung. Cảm ơn Mai Phi Long rất là nhiều. Dạ Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng Xin cảm ơn quý vị và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong uh, uh, chương trình kế tiếp để giới thiệu về chương trình Tiếng Hạt Vàng năm 2023 của đài truyền hình SBTN.